chào mừng các bạn đến với kênh Funky Channel. Như clip trước mình có làm món ăn về mực trứng và tôm tích. Hôm nay mình có món ăn rất là ngon, bổ dưỡng, đó là món ăn đặc sản ở Cà Mau. Các bạn đi theo mình nha, biết món ăn gì nha. Các bạn biết đây là món gì không? Đây là ốc móng tay nha. Nhìn rất là ngon, tươi ngon lắm. Mình mới đi chợ về mua khoảng ký mấy móng tay to ngon lắm. Móng tay này có nhiều cách chế biến nha, nhưng bây giờ mình sẽ chế biến món ăn rất là ngon, vừa ăn cơm được mà vừa nhậu được nghe anh em. Đó là ốc móng tay xào sớt nha. Rồi chúng ta bắt đầu nè. Ở đây giá thị trường của nó là dao động chỉ có khoảng 80.000 đến 100.000 đi. Cái này hồi sáng mình mới mua là có 80.000 thôi các bạn. Mình mới ngâm nước thành ra nó đơ hết á, chứ hồi nãy mình về là nó còn đang nguyên ấy sống luôn. Đây, bây giờ ốc móng tay mình hướng dẫn các bạn cách làm ốc móng tay nha. Các bạn sẽ đôi con ốc móng tay nha. Trong đây mình sẽ thấy được trong đây nó có rất là nhiều cát luôn. Mình chuẩn bị một thau nước để mình rửa cái cát này đi, thì mình ăn sẽ không có cảm giác sạn cát trong con ốc móng tay. Ăn toàn bộ thịt của nó thì nó cũng rất là ngon nha. Mình lấy sạch sẽ những cái cát ở trong đây ra. Vậy đó, ốc móng tay rất là đơn giản. Như vậy là xong. Mình chảo cái lớp ở trong đây ra để cho bỏ cái bụng của nó, còn đây cần là cái dơ của nó ăn sình với lại cát không. Mình không cắt cái này ra thì ăn rất là xả, ăn một cái nhớ xả cho mình luôn. Chồng làm nha các bạn. Muốn ăn ngon thì mình rửa sạch nha, rửa sạch lấy hết cát ra. Hôm tay này nó nhiều cát dữ lắm. Ai muốn kỹ thế trước khi mình mua về mình bỏ vào lấy mấy lá ạch lớn á, mình sát ra mình bỏ vô cho nó nhả nhớt ra. Ai này thịt rất là nhiều nha, nhiều thịt lắm. Món này rất là nhiều chất đạm. Biết luôn ta, biết luôn hả? Vừa ăn vô có nhiều chất sắt, canxi, tổng hợp các loại chất đó các bạn, rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn nhìn thấy không? Hấp dẫn không? Giờ này mình để cho khô gáo cạn khô nước nha các bạn. Rồi thì mình nướng xào. Rồi để qua bên nha các bạn. Nhỏ nữa mà. Nhỏ ngon thì có tí. Như hàng quả tay là biết thay nấu ăn nha. Mình nhỏ đám đen đó mọi người. Thấy chị nghe chưa? Nghe chưa? Bấm của mình giờ thì nghe. Muối ớt với chanh. Nhìn màu là biết gai dữ dội. Được chưa? Cay quá. Nhớ chưa rồi? Ai muốn cay thì em ăn nhiều. Không cay thì vừa thôi là cay rồi. Tỏi nha. Bỏ vô ăn rồi chả nó nóng rồi thì chúng ta bỏ vô ăn vô. Chúng ta cho hành với lại tỏi đã bằm sẵn vô phiên cho nó vàng chết hơn. Hấp dẫn. Nó đầu nghe mùi thơm rồi, nó mùi thơm quá. Khi bỏ hành tỏi hành tím vô, bây giờ chúng ta bỏ xả vô, ớt vô. Rồi chúng ta xào đến cũng hơi
cho xả nó hơi mềm nhẹ chút cho nó thơm, đảo đều tay để khét. Khi hơi các bạn chúng ta bỏ sắp tới vô nha, ai ăn nhiều thì bỏ nhiều, sắp tới vừa nó hơi cay hơi mặn nha, bỏ vừa thôi. Ăn nhiều bỏ hết luôn cho nó cay nó ăn nó tươi. Tiếp theo là chúng ta lấy chúng ta chúng ta mở vô, mở cái lửa lớn nha anh em, cứ mở lửa lớn lên, lửa lớn lên chúng ta lại. Nhiều người cứ tách bỏ này ra nè, cho lấy thịt không người ta xào cũng cũng ngon, nhưng mà mình cứ để gì quay cho quay video cho nó nhìn nó hấp dẫn và đẹp. Người nào là bỏ luôn lấy thịt xào thôi, nhưng mà mình ăn vừa lọc thì nó hấp dẫn và nhìn nó ngon ngon, chứ ăn thịt không nhìn nó cũng ngán, vừa ăn vừa lọc hấp dẫn. Ngon vừa đó. Mình mổ gầm xẻ ra thì nó mất thịt cho mày. Bên người ta thì đánh con còn thịt nhiều lắm. Thì mình ăn gì mình đảm bảo chất lượng hơn, sạch sẽ, không sợ những cáp cắt. Xin mời các bạn nha, ốc móng tay là nước quá móng tay nha, bây giờ mình rưới lên cho nó thơm nó ngon ha, chỉ ít thôi. Mời chào tất cả cả nhà nha, thưởng thức nha. Ăn phải có bia. Ngon. Ngon quá. Ngon quá.